Chào các em trở lại với kênh học tin học miễn phí của cô Lan Hương. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 bộ môn tin học khối 3 với bộ sách luyện tập tin học từ lớp 3 đến lớp 5. Các bạn lưu ý đây là sách mà chúng ta đang học chứ không phải là sách luyện tập tin học từ lớp 1 đến lớp 5 nha. Các bạn lưu ý đây là sách từ 3 đến 5. Và cô hướng dẫn cái bộ đề ôn này theo cái thông tư 22. Và chúng ta sẽ xem cái mẫu ở các cái đề ôn những cái câu hỏi dạng để chúng ta nắm bắt được cách chúng ta sẽ biết cái cách mà chúng ta sẽ thi như thế nào đối với bộ môn tin học này. Thì cô sẽ chia thành các cái phần mà chúng ta học trong chương trình kỳ 2 này thôi, cô sẽ chỉ giới hạn là ôn trong kỳ 2 phần lý thuyết trong kỳ 2 thôi. Đầu tiên là phần thứ nhất là về công cụ Venn mà các bạn đã học với yêu cầu là chọn phương án đúng trong các cái câu sau. Thì để làm được dạng này các bạn đọc kỹ đề. Trong chương trình vẽ Venn, khi ta vào cái thẻ view đánh dấu chọn ô grid line, giấy vẽ sẽ thay đổi như thế nào? A. Xuất hiện thước đo. B. Được thay đổi kích thước hình vẽ theo ý muốn. C. Xuất hiện khung lưới. D. Xuất hiện trò chơi lines. Thì ở đây các bạn lưu ý cho cô là khi các bạn đọc đề, các bạn suy nghĩ kỹ rồi các bạn sẽ lựa chọn. Ví dụ như các bạn cảm thấy đáp án A đúng thì các bạn khoanh cho cô cái đáp án A. Các bạn đợi cô một xíu, cô kiểm tra lại về cái phần bút nhé. Ví dụ cô hướng dẫn luôn cách khi các bạn thi này. Ví dụ lần đầu tiên bạn suy nghĩ đáp án A là đáp án đúng thì bạn khoanh tròn, nhưng mà sau đó các bạn lại đọc lại đề, các bạn cảm thấy A là đáp án không đúng, các bạn gạch cho cô một cái đường dấu chéo đó. Thì lúc này là các bạn sẽ chọn đáp án D là đáp án đúng đó. Bạn chọn D là một đáp án đúng. Sau một hồi bạn đọc đề, bạn cảm thấy bạn suy nghĩ, bạn cảm thấy D đúng rồi, hoặc là các bạn cảm thấy là D không phải là đáp án đúng mà A lại là đáp án đúng, thì lúc này các bạn sẽ đánh dài hơn cho cô. Các bạn đánh dài hơn cho cô. Các bạn lưu ý nha, các bạn đánh dài hơn cho cô để các bạn biết là tôi chọn lại cái đáp án này là đáp án A. Và các bạn lưu ý, cô chỉ cho các bạn thao tác thi không quá, lựa chọn không quá 3 lần. Vì lần thứ nhất là các bạn đã chọn đáp án A, sau đó các bạn suy nghĩ, các bạn chọn đáp án D là đáp án chính xác thì các bạn đã chọn đó là đáp án D. Nhưng các bạn lại cảm thấy D không đúng thì các bạn nhớ các bạn đánh dấu X chỉ ở trong cái phạm vi là D mà thôi nhé. Sau đó các bạn đánh chọn lại cho cô A bằng cách bạn đánh dấu chéo dài hơn. Bạn đánh dấu chéo cho cô dài hơn để cho cô biết rằng đây là bạn chọn lựa chọn. Lần này là lần thứ 3. Cô không cho phép bạn sai quá 3 lần. Đó. Là lần thứ 3 là bạn chọn lại đáp án A thì bạn đánh dấu X chéo thật là đậm vào cho cô để cho cô biết là bạn chọn A. Còn nếu không thì bạn đánh dấu chéo XD và ví dụ như không phải là đáp án A mà bạn chọn là đáp án B hoặc đáp án C thì các bạn chỉ cần khoanh tròn cho cô một lần, đó là lựa chọn lần thứ 3. Lựa chọn lần thứ 3 đó là điều cô lưu ý khi các bạn đánh về cái phần trắc nghiệm thao tác đúng sai này. Và các bạn nhớ cho cô là các bạn không được đánh sai quá 3 lần cho cô nhé. Và chúng ta chỉ được suy nghĩ làm đi làm lại và không quá 3 lần, và cô sẽ dựa vào cái điều đó để cô chấm. Nếu như các bạn mà làm ngoằng xoằng ngoằng trong này rồi các bạn bôi đen đậm thì cô sẽ gạch bỏ bài thi, các bạn lưu ý cho cô. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2. Trong chương trình vẽ Paint, làm thế nào để khởi động chương trình Paint? Thứ nhất là em sẽ click một lần chuột lên trên desktop, sau đó trên màn hình desktop và em nhấn cho cô phím Enter. Hoặc em có thể nhấp một lần, em có thể click hai lần chuột trên thanh desktop, hai lần chuột nhé các bạn. Nhớ click hai lần chuột trên thanh desktop. Hoặc các bạn có thể click một lần chuột trên thanh tab 3, cái thanh nằm ở cuối cùng, một lần chuột, click một lần chuột. Và đáp án D là tất cả các đáp án đều đúng. Tiếp theo câu hỏi số 3. Trong chương trình vẽ Paint, làm thế nào để đóng chương trình Paint? Đáp án A, các bạn sẽ click một lần chuột vào cái biểu tượng X. 2 là các bạn sẽ click một lần chuột vào file và các bạn chọn cho cô Assist. 3
là các bạn sẽ nhấn cho cô tổ hợp phím on F4. Và D là đáp án, tất cả các đáp án trên đều đúng. Các bạn suy nghĩ. Và đây là một cái dạng đề khác so với cái phần trắc nghiệm nãy. Câu hỏi số 4 là trong chương trình vẽ pen, em hãy nối các ý ở hai cột sao cho đúng. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc đề, ví dụ như là chúng ta thấy free from selection là ý nghĩa là nó sẽ nối với cái gì. Ví dụ như các bạn cảm thấy nó đúng với cái nào thì các bạn sẽ nối với cái cột đó. Đó, cô đang lưu ý, cô đang ví dụ thử thôi, chứ cái này là không phải là đáp án đúng nhá. Nếu các bạn lựa chọn, đây cô là đang mới làm thử cho các bạn thôi, để cho các bạn hiểu nối là như thế nào, chứ còn cái này là cô đánh không đúng đâu nha. Các bạn phải suy nghĩ, các bạn làm cái phần bài tập này cho đúng cho cô. Đó, cô chỉ gợi ý cách chúng ta nối thôi. Các bạn hãy dùng thước kẻ và các bạn nối từ cái cột A qua cái cột B này để cho các bạn cảm thấy nó đúng nhất, đúng ý nghĩa nhất với cái bài học của mình. Câu hỏi tiếp theo, ở cái dạng bài tập tiếp theo đó là em hãy trích V vào các cái phương án đúng trong các cái câu sau. Thì ở câu hỏi số 5 trong chương trình PN này thì tên của công cụ tô màu ở đây là gì? Thì em cảm thấy là công cụ tô màu, em đọc lên em cảm thấy eraser hay là pencil hay là fill with color hay là color picker. Em sẽ chọn lấy một những cái đáp án đúng nhất. Ví dụ như em cảm thấy công cụ tô màu đó là eraser hay là color picker, em cảm thấy nó đúng thì em trích một lần V vô đây. Đó, trích V vô đây thì coi như em đã lựa chọn xong cái đáp án ở cái dạng bài tập này rồi. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có câu 6 trong chương trình vẽ pen. Để sao chép màu, ta chọn công cụ nào? Thì ở đây các bạn có thể là cũng lựa chọn, các bạn sẽ tích V vô đây một lần. Ở đây các bạn lưu ý là cô chỉ làm cho vui chứ nó không có đúng đáp án, mà các bạn phải suy nghĩ, các bạn làm cho cô, vì đây là cái đề cô đang giao về cho các bạn làm, nên đây không phải là đáp án của cô. Các bạn lưu ý nha. Tiếp theo câu số 7. Trong chương trình vẽ pen, sau khi đã chọn công cụ tẩy, các bạn nhớ đây là cái công cụ tẩy eraser, em muốn giảm kích thước tẩy, em nhấn tổ hợp phím nào? Cái này chúng ta cũng đã học rồi, đó là Ctrl dấu trừ, Ctrl dấu cộng, Ctrl mở ngoặc kép, mở ngoặc vuông và Ctrl đóng ngoặc vuông. Câu 8, đây là một dạng trong sách mà chúng ta cũng đã học rồi. Trong chương trình vẽ pen, để hoàn thiện ngôi nhà, em hãy sắp xếp lại đúng cái thứ tự các bước thao tác để vẽ một ngôi nhà bằng cách ghi số vào ô tròn. Thì ví dụ như đầu tiên là các bạn thấy là dễ nhất thì đó là chúng ta vẽ mái nhà đúng không? Thì chúng ta sẽ viết vào ô tròn, đó là số 1. Rồi tiếp theo các bạn đoán xem ở đây là chúng ta sẽ, cái này chúng ta cũng đã thực hành rồi, thì cái bước nào sẽ là bước tiếp theo? Thì các bạn sẽ ghi tự viết vào cái bước tiếp theo cho cô, cho đến khi cô biết chắc chắn là cái phần tô màu này chính là cái hoàn thiện cái bức tranh này rồi, đây sẽ là cái bước cuối cùng, đúng không nào? Và sang phần B, phần lý thuyết B đó là biên tập ảnh cùng folders. Thì chúng ta cũng có cái dạng thứ nhất đó là chọn cách đáp án đúng. Thì trong phần mềm folder thì để mở tập tin có sẵn, em sẽ nhấn tổ hợp phím on F4, Ctrl F4, on O và Ctrl O. Câu hỏi 2. Trong phần mềm chỉnh sửa ảnh folder để cắt ảnh, em nhấp chọn Edit, sau đó chọn nút lệnh nào? Crop, Tilt Shift, Border hay Change? Thì các bạn sẽ lựa chọn một trong bốn các đáp án. Câu hỏi 3 cũng giống như cái dạng ở trên mà cô đã bày cho các bạn, đó là hãy nối ý vào các cột A với cái cột B sao cho nó đúng. Thì cái nãy cô đã hướng dẫn cách nối rồi, ở đây cô sẽ không hướng dẫn lại, các bạn sẽ đọc kỹ đề và các bạn nối cho cô. Và ở đây cô còn có một phần tự luận nữa đối với chương Internet, thì các em sẽ trả lời cho cô, theo em Internet là gì? Em có biết www là viết tắt của những từ nào và có ý nghĩa gì? Những cái phần này trong phần lý thuyết của cô đã giảng và đã hướng dẫn đáp án các em rồi, và bây giờ các em tự nhớ lại xem coi cái lý thuyết của mình học tới đâu và các em trả lời cho đúng phần tự luận của mình nhé. Rồi chúng ta ghi cái nội dung đáp án mà chúng ta cảm thấy đúng vào dưới những cái dòng ba chấm, thì bữa sau khi thiết kế đề cô sẽ cho các bạn nếu có. Tiếp theo là chương D, đó là soạn thảo văn bản, chương cuối cùng đúng không? Chương cuối cùng của chúng ta đó là chương 7 đó.
Ở đây chúng ta cũng có phần thứ nhất, đó là chọn các đáp án đúng trong phần mềm Microsoft Office Word. Để gõ chữ hoa khi đèn cấp lốc đã tắt thì em cần giữ phím nào dưới đây trước khi gõ? Tức nghĩa là chúng ta muốn gõ được chữ hoa mà đèn cấp lốc chúng ta đã tắt rồi thì chúng ta sẽ nhấn phím nào? A là Shift, B Backspace, D Delete và D là Control. Thì các bạn sẽ lựa chọn lấy một trong bốn cái đáp án đúng nhất. Tiếp theo câu 3, trong phần mềm Microsoft Office Word, nút lệnh dùng để căn lề hai bên văn bản đó là A. Và các bạn quan sát các cái hình ảnh và các bạn sẽ khoanh lấy một đáp án đúng nhất cho cô. Câu 3, trong phần mềm Microsoft Office Word, thao tác nào sau đây giúp em lưu một đoạn văn bản với cái tên mới? File Save, Windows Save, File Save As và Windows Save As. Các bạn sẽ lựa chọn cho cô lấy một cái đáp án đúng nhất mà chúng ta đã học rồi. Các bạn nhớ đọc cho kỹ đề nhé. Ở đây chúng ta là lưu văn bản với một tên mới, các bạn lưu ý cho cô nhé, chứ không phải là chúng ta lưu bình thường. Câu tiếp theo là trong phần mềm Microsoft Office Word, em có thể sử dụng tổ hợp phím nào để chuyển chế độ từ chữ thường sang chữ hoa? Cái này là bài học trong chương cuối cùng. Đó là Shift F3, Control F3, On Shift F3 và Control Shift F3. Các bạn nhớ lại bài học rồi chúng ta khoanh nhé. Câu 5, trong phần mềm Microsoft Office Word, em muốn copy hay gọi là sao chép đoạn văn bản thì chúng ta nhấn tổ hợp phím nào? Shift C, Control C, On C, Control V. Câu 6 cũng là một câu tự luận. Theo em, ta có thể dùng công cụ soạn thảo văn bản Microsoft Word vào những việc gì? Và chúng ta sẽ trả lời bằng cách chúng ta trả lời câu tự luận nha. Và hết chương lý thuyết chính là phần thực hành. Sau khi chúng ta ôn xong cái phần lý thuyết thì chúng ta sẽ chuyển qua phần thực hành, đó là chúng ta sẽ khởi động cho cô một cái văn bản Microsoft. Sau khi khởi động Microsoft xong, nhiệm vụ của em sẽ là tạo cho cô một cái văn bản thông báo về một cuộc thi văn nghệ trong ngày 20 tháng 11 của trường em, và yêu cầu là có hình nền trang trí, lưu sản phẩm dưới cái tên là văn nghệ. Các bạn nhớ cho cô, chúng ta chỉ cần đặt tên là văn nghệ. Và nếu như mà để ký ơn thì các bạn lên đặt cái tên của mình, sau đó khi chữ văn nghệ vào cho cô nhé. Rồi, cái phần ôn tập của cô đến đây là kết thúc rồi. Chào các em nhớ ôn thi cho thật tốt và học thuộc kỹ các cái đáp án nhé. Cô sẽ cho ngay cái một cái đáp án ngay bên cạnh. Sau khi cô để cái phần ôn này cho các bạn trong một tuần, các bạn sẽ tự trả lời để mình có thể nhớ được cái phần đáp án. Sau đó cô sẽ công bố đáp án sau. Và cô đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ like và đăng ký kênh học của cô để chúng ta nhận được những cái phần mới nhất trong bài học nhé. Chào các em.